Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình SBTN tại vùng Hoa Tịnh Đốn với tất cả các bản tin, đặc biệt là bản tin gần gũi nhất vào dịp Giáng sinh cũng như là năm mới. Chúng tôi Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Đức Vượng, Chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin chân thành cảm ơn chương trình SBTN đã cho chúng tôi có cơ hội này để nói lên trước hết là cảm tạ tình thương của Thiên Chúa đã ban cho và đang ban cho toàn thể chúng ta là những người Việt ở tại hải ngoại đang rất mừng vui sống trong cảnh êm ái, đang sống trong cảnh tự do về vấn đề tôn giáo và hòa bình, mà đang khi đó biết bao nhiêu các dân tộc, đang quốc gia ngay tại quê hương Việt Nam của chúng ta đang mất đi cái tình trạng tự do tôn giáo mà chúng ta rất là cần để cầu nguyện cho họ. Ngày hôm nay trong dịp này chúng tôi cũng muốn nói lên lời chúc mừng đến tất cả mọi người một mùa Giáng sinh được bình an, được mạnh khỏe trong một năm mới và thịnh đạt. Cũng vậy, hôm nay tại Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang trực thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo phận Arlington, vùng Hoa Tịnh Đốn, Virginia, kết thúc một năm học cho các em. Chúng tôi nhận thấy rất nhiều người mang niềm vui, nhất là cha mẹ của các em, bởi vì đã gặp được các thầy cô với 14 thầy cô, ban giám hiệu. Đối với tất cả các em, có được 76 em đã hàng ngày mặc dầu trời lạnh giá cũng đến để học, để biết về ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Thì chúng tôi cũng có khuyên với các em, đối với người Việt Nam của chúng ta có Thiên Chúa, chúng ta có Thượng Đế, chúng ta có gia đình, chúng ta có tổ quốc thân yêu của chúng ta. Mà với màu cờ vàng ba sọc đỏ chứng minh cái sức sống của người Việt của chúng ta ở tại hải ngoại là đang dùng ngay cả cái ngôn ngữ mẹ đẻ để về sau các em lớn lên, các em không chỉ phục vụ cho bản thân mà còn phục vụ cho xã hội trong tương lai. Và đồng thời bên cạnh, các phụ huynh rất là vui. Vâng, đúng thế, tất cả các em đã hiểu được tất cả những lời của các thầy cô giáo ngay từ đầu cho đến cuối. Các em đã hát được những bài trẻ em đã từng hát ở tại Việt Nam và các em hát ở tại đây rất là nhuần nhuyễn, biểu lộ được cái sự học hành và thông minh của người Việt Nam của chúng ta, nhất là các cháu nhỏ đang đến trường, đặc biệt là trường Việt ngữ Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại đây. Vì vậy chúng tôi cũng rất là vui mừng và kể cả hãnh diện về con em của chúng ta. Bởi một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh em trong chương trình SBTN vùng Hoa Tịnh Đốn. Đồng thời một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn và cầu chúc tất cả những lời, những điều tốt đẹp đến quý vị ở tại Việt Nam hay ở tại hải ngoại, những người đang yêu quê hương, yêu tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và cầu chúc. Việt Nam nghe từ bao đời, Việt Nam hai câu nói bên thành nôi, Việt Nam nước tôi, Việt Nam tên gọi là người, Việt Nam hai câu nói sau cùng đi. Baby.